Xin chào mọi người, Vâng, tôi 11 giờ là xong, chỉ còn xin 1 trình bài bày nữa. về trí tuệ nhân tạo cho robot. Làm sao robot tự học cách học? Nếu các vị bây giờ muốn học để ví dụ tốt nghiệp, thì mỗi hôm các vị phải quyết định học như thế nào. Một là hôm nay học môn nào. Thứ hai là học thế nào, học đi đọc sách hay là đi lên Internet đọc Wikipedia, xem video YouTube, hay có thể lên lớp học. Lựa chọn đấy mình gọi là active learning hay là học chủ động. Thứ ba là nếu lên lớp thì hỏi thầy câu hỏi gì hay là chỉ có ngồi nghe thôi. Nếu mà hỏi thầy thì mình gọi cái đấy là học tương tác, interactive learning. Sự lựa chọn được quyết định dựa vào các tiêu chuẩn hiệu quả, tò mò và ham mê. Các tiêu chuẩn này mình gọi là khả năng nội tại. Đấy là cái cho người, nhưng mà cho robot làm thế nào? Robot có thể tự học thì mình dùng thuật toán dựa vào khả năng nội tại, học chủ động, học tăng cường và học tương tác. Ví dụ mình đưa cho robot một vật và yêu cầu robot sau 3 tiếng phải biết nhận dạng vật 3 chiều đó ở bất cứ vị trí nào và với bất cứ hướng nào. Thì các vị làm thế nào? Một cách là mình phải cần dữ liệu. Một cách để có dữ liệu là điều khiển vật để nhận được dữ liệu, để học cách nhận nhận dạng vật thể. Mỗi phút phải quyết định điều khiển vật thế nào tạo dữ liệu tốt nhất để học. Thứ hai, nếu mà bây giờ các vị phải học nhận dạng nhiều vật thì mỗi phút phải quyết định tập trung vật nào để điều khiển. Đây trên video mình nhìn thấy cái con robot iCub. Nó có camera từ trước, từ trên nhìn thấy các vật liệu. Và nó dùng tay của nó để điều khiển cái các vật thể để có nhiều ảnh và dữ liệu để học. Điều này có nghĩa là robot phải chọn một ô trong bảng này, nghĩa là chọn dữ liệu nào và vật nào để điều khiển. Mình cũng dùng cái thuật toán này để học để robot học để bóng ở vị trí yêu cầu. Cái này là khó program bởi vì mình có cái dây này và không thể nào mà model cái dây nó đi lại như thế nào. Đây mình có cái robot và trên cũng có camera để xem cái bóng nó đang ở vị trí nào. Nếu mà là làm ngẫu nhiên thì chính xác là cái bóng nó cũng không xuống dưới và thỉnh thoảng thôi nó mới xuống dưới đất và chạm đất. Và nó cũng robot cũng có thể hỏi người chỉ nó làm như thế nào để đến mục đích. Thứ hai là mình muốn dùng
để làm transfer learning. Làm thế nào mà là cái tay robot này dùng dùng cái màn hình này và chơi video game. Nếu mà mình hỏi một một con trẻ con mấy tháng thì nó sẽ không thể nào mà chơi video game được. Nó phải hiểu đầu tiên là để chơi video game mà nó phải dùng hai cái joystick à, để điều khiển cái người trên màn hình. Và trước khi nó biết dùng joystick, nó phải biết làm thế nào cử động để sờ đến joystick. Vì thế với cả algorithm của mình thì robot tìm hiểu được cấu trúc phân cấp và sự phụ thuộc giữa các tác vụ. Nó cũng sử dụng được kiến thức từ các nhiệm vụ đơn giản để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp. Nó cũng sử dụng được các hành động đơn giản cho các tác động đơn giản, và chỉ có dùng các hành động phức tạp cho các hành động cho các tác vụ phức tạp. Mình dùng các trí tuệ nhân tạo để sáng tạo robot dịch vụ. Tôi phụ trách một công trình châu Âu phối hợp với bệnh viện Brest và các robot của công ty General Robot. Mục đích là một huấn luyện viên robot dùng để phục hồi chức năng vật lý. Mục đích là giúp bệnh nhân bệnh nhân tập luyện lâu hơn và không cần bác sĩ và y tá trông coi trực tiếp, và cũng giảm khó khăn đi lại bệnh viện và có thể tập ở nhà. Robot phải chỉ cho bệnh nhân các động tác tập, trông coi động tác vận động của bệnh nhân và góp ý sửa lại động tác sai. Để làm được như vậy, robot phải học tập các động tác từ bác sĩ Đây là video robot rồi chúng tôi huấn luyện một bệnh nhân. Không có âm đúng không? Không có âm. Thì robot bây giờ đang chỉ cho bệnh nhân tập thế For the nào. arm, while exhaling, raise the right arm, stretch while inhaling. Nó hướng dẫn vừa nói và cũng vừa động tác và với camera nó nhìn thấy động tác của bệnh nhân. Trường hợp này bệnh nhân vẫn ngồi thẳng mà The workout exercise could be done better. Try to lean a little bit more to the left thì side. nó bảo là phải nên It's nghiêng hơn trên bên. Và vì thế là bệnh nhân có thể làm lại và nghiêng hơn bên trên. Exercise has been properly done. Chúng tôi cũng nghiên cứu làm sao robot hỗ trợ cho người già dựa vào nhà thông minh. Nhóm tôi tiếp nối nhà thông minh và robot dịch vụ với cái communication protocol mình sáng tác là Excel.
Mục đích là plug and play bất cứ cái sensor actuator và bây giờ bất cứ cái robot. Mình nhìn ở trên này là robot nào. Trong video sau này là mình dùng robot paper với cái protocol này để dò fall detection và hỗ trợ người ngã. Mình dùng một cái sense floor, tức là một thảm với cả một camera. Nhưng mấy cái sensor đấy có thể nhầm, và nhầm là anh này cúi xuống chứ không phải là tưởng là anh ấy vừa mới ngã. Có ăn không? Và đây là robot đến hỏi là có đúng ngã hay là vẫn khỏe. À, nếu mà là không có vấn đề thì robot đó quay lại làm việc của nó. Nếu mà anh nói là thật là bị ngã thì robot đến và thăm và xem là các cái fall sensors có nói đúng hay không. No. Và đúng xác nhận thì nó sẽ hỗ trợ là dùng smart home. I turned the lights on. No. And sent và tắt bếp, tắt lò. Và nó cũng nhắn tin người gia đình. Đây là email. Và trong email là có một cái link để người ta có thể vào trong robot và xem ở trong nhà tình hình như nào và có thể điều khiển từ xa để hỗ trợ người đã bị ngã. Và tôi xin cảm ơn mọi người lắng nghe. Thế thôi ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Sao Mai rất nhiều. Chúng ta đã có những cái ví dụ